Vâng, xin kính chào toàn thể tất cả các bạn thân mến. Và chúng ta đang đến với những hình ảnh trên sân Quân khu 7. Và đây sẽ là trận đấu đầu tiên của giải bóng đá tranh cúp quận Bia Thủ Đức ở trong màn đối đầu của các thủ Aztec United và câu lạc bộ Sài Gòn Biết. Và như vậy hiệp 1 của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Đại hội Isco. Không phải, đây là bóng hoài. Cơ hội dành cho bóng hoài. Vừa rồi đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Aztec United. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn Biết rất dễ bị vượt qua ở trong tình huống vừa rồi. Sự di chuyển rất thông minh của bóng hoài. Anh có một không gian vô cùng lớn để đối đầu cùng với thủ thành Quang Sơn bên phía câu lạc bộ Sài Gòn Biết. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống mà các cầu thủ áo hồng đã chơi không tốt và tạo điều kiện cho bóng hoài dễ dàng dứt điểm hạ gục thủ thành Quang Sơn. Tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho câu lạc bộ Aztec United. Được chuyền rất hay của các sĩ công bách dành cho Hồ Khánh Long, nhưng Tuấn Phạm đã lao lên. Tuấn Phạm, bóng hoài, Hồ Khánh Long dứt điểm, không vào. Đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi của ca sĩ Hồ Khánh Long, một tình huống dứt điểm ở một vị trí rất thuận lợi, góc sút là có, nhưng Hồ Khánh Long đã chưa thực sự chính xác với tình huống ra chân của mình. Một tí nữa thôi, sự khéo léo của Hồ Khánh Long đã được thể hiện, nhưng sự chính xác thì không. Tiếp tục là tình huống tấn công dành cho câu lạc bộ Aztec United. Rất hay. Goal! Và vẫn lại góc 12 độ. Đúng là ông trời sinh anh ra, là một kẻ cắp thật sự. Một kẻ cắp không gian. Và mỗi lần mà anh xuất hiện ở các vị trí trong khu vực cấm địa của đối thủ thì anh luôn tạo ra những sự nguy hiểm. Và bàn thắng luôn đến dành cho anh với các pha bóng kiểu như vậy. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này, một tình huống lướt đi rất tốt và một đường truyền vào dọn cỗ để cho Ngọc Mê Đồ có thể ra chân một cách dễ dàng, tốt nhất vào lúc này. Lê Hậu, cơ hội, Nguyễn Thịnh dứt điểm, cơ hội không vào. Rất đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi dành cho các cầu thủ Sài Gòn Biết. Đã không có một tình huống chạm bóng đến từ vị trí của số 4. Nếu như số 4 của chúng ta có thể chạm bóng vào trong tình huống vừa rồi thì chắc chắn đó là bàn thắng. Được vào không? Được. Tình huống diệp lỗi rất nguy hiểm. Vừa rồi đó là cú ra chân cực kỳ chất lượng của Lê Hoàng Thiền. Chỉ có may mắn mới có thể cứu thua cho câu lạc bộ Sài Gòn Biết ở trong tình huống vừa rồi. Một pha bóng mà Lê Hồng Thiên đã tung ra một cú đá sấm sét. Trước đó là một tình huống điểm lỗi của Ngọc Nghĩa Đồ. Quang Sơn đã chơi rất hay ở trong tình huống vừa rồi. Mộng Hoài. Mộng Hoài. Vẫn là Mộng Hoài. Mộng Hoài. Không vào, cơ hội tiếp theo. Và như vậy đã có lỗi việt vị của Ngọc Mi Idol. Ngọc Mi Idol đã có thể ghi được cú đúp, nhưng vừa rồi Ngọc Mi Idol đã ở thế việt vị. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Không, không, chính xác, chính xác là một pha bóng mà chúng ta xác định hết đường biên ngang. Hơi tiếc dành cho chàng trai mã số 7 đội trưởng của chúng ta, không có không gian. Nguy hiểm quá! Không vào! Đáng tiếc dành cho Ngọc Mê Đồ trong tình huống vừa rồi. Những bước chạy của anh đã tạo ra những áp lực đủ lớn để khiến cho đối phương mắc sai lầm. Và một tí nữa thôi thì anh đã trừng phạt sai lầm của đối thủ, nhưng không, anh đã không thể vượt qua được sự truy cản cuối cùng của cầu thủ bên phía Sài Gòn Biết. Lê Hoàng Thiền rất giỏi cầm bóng. Bóng hoài, dứt điểm, vào.
bàn thắng tuyệt vời của Mộng Hoài. Đây là một pha bóng chỉ có những cầu thủ giàu trí tưởng tượng mới có thể làm được. Một pha bóng mà dường như Quang Sơn trở thành một trong những người thừa, trở thành một trong những khán giả để anh ngước nhìn quả bóng bay vào lưới. Thằng Giàu và tình huống đưa bóng lên của Đại Huynh. Chụp định hướng. Chụp định hướng, làm gì nào, chụp định hướng. Làm gì? Vâng, anh không làm gì cả. Với cú dứt điểm vừa rồi, anh đã không thể giúp cho Aztec có được bàn thắng thứ tư. Đây là một pha bóng mà anh gần như đối mặt, cũng hoàn toàn là một pha bóng mà Quang Sơn đã lao ra khép góc tốt. Đó là sự chủ động đến từ thủ môn áo số 1 của Sakubic. Và như vậy đã có bàn thắng thứ tư rồi. Lúc này thì Trung Đình Hướng mới có thể ghi bàn dành cho các cầu thủ Aztec United, khi mọi thứ đơn giản hơn, tâm lý thoải mái hơn thì Trung Đình Hướng cùng với các đồng đội hoàn toàn có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi, một tình huống dứt điểm đơn giản của Trung Đình Hướng. Còn vài phút nữa thôi thì cuộc so tài của chúng ta sẽ khép lại. Bác Thành dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm có lẽ là cường đặc của Cường David. Không chính xác. Tình huống dứt điểm trước đó là của số 24, chân sút Nhật Quang. Này, tiếng quả trọng tài đã cất lên để khép lại trận đấu này. Tỷ số chung cuộc là 4-0 dành cho Aztec. Vâng, đến đây xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu sau.